Vâng, em đã vệ sinh sạch sỉ rồi nha các bác. Con này là con QX khủng long 949. Các bác có thể thấy vi điệp óng ánh sáng bóng của những nấm nút này nha. Con này size lớn 55 cm nha. Đây là cái phần đèn tia, công suất khỏe và chạy 8 sò sách. Model QX 949 là đối tác của những dòng loa khó tính nha các bác. Nó đánh tiếng bass rất là nặng và tiếng như lực sĩ. Đặc trưng của dòng 949 thì không khác gì con đẩy cả, phù hợp với các bác nào mà chơi loa 40, những lần loa Diatom, Onkyo, Sharkwing Vega, lần loa Pioneer 933, 955 và 955-25 mã, và có thể gíp vang hát karaoke thoải mái nha các bác. Đối với con này thì không khác gì con đẩy cả, nó rất là mạnh và rất là tiện lợi cho các bác là em nó chạy 4 cầu điện nha, 4 cầu điện. Vô gỗ rất là đẹp nha các bác. Đây, sẽ đây mời các bác xem chi tiết nha. Giá em nó là 14.500.000, đã bao gồm phí ship nha các bác. Vâng, đây là phía dưới của con Amly, rất là khủng nha các bác. Các bác thấy thiết kế của nó này, QX 909 với một công suất cực kỳ khủng, 530W chạy 4 cầu điện. Đây là đối tác của những dòng loa Pioneer 933, 955 và những dòng loa có bass 40 đổ lại. Thứ nhất, tiếng em này rất là lực và có tích hợp mạch Dolby NR để các bác nghe nhạc mạng. Và giá này là 14.500.000, đã bao gồm phí ship. Máy rất là đẹp nha các bác. Đây là phía dưới của con này. Em này thuộc phần dòng công suất khủng nên có bố trí rất là dày đặc, chạy 8 sò sắt nha các bác. Đây là những phần âm sắt. Con này chạy tới 2 relay luôn nha. Đây là phần nguồn. Em sở hữu 4 tổ lục nguồn và một cái tăng phô. 4 cầu điện rất là thích hợp cho các bác nào thích xài điện 220 hoặc là 100V, 110 đều có thể chuyên điện được. Em này size lớn nha các bác, dòng khủng của Pioneer. Vâng, đây là cấu hình bên trên để chúng ta thấy được. Đây là 4 tổ lọc nguồn và đây là phần công suất chạy 8 sò sắt nha các bác, 8 sò sắt. Đây là cái phần nguồn. Con này nặng khoảng 25kg, chạy 4 cầu loa. Các bác nghe em này thì không khác gì nghe một con đẩy, nó rất là mạnh nha các bác, cực kỳ mạnh. Khi các bác vặn volume lên thì các bác sẽ thấy lực nảy từ cái tuyến loa và từ loa bass ra, các bác sẽ cảm nhận được. Em này nó rất là khỏe. Nên những bác đang thường sử dụng những con 955, con Pioneer Bass 40 hoặc là 955 hay là mã, rất tìm rất là nhiều amply, mua nhiều con amply 20-30 triệu nhưng mà lại phối ghép không bằng con 949 này. Dù rằng con này có mười mấy triệu thôi, cơ bản là em này đánh được những dòng loa 933, 955 nha các bác, hoặc là những dòng loa Onkyo Concept 10 hoặc là Diatom vân vân, những dòng loa cực kỳ khó tính. Thì ghép vào em này, em cho đẩy ra hết chất âm của loa. Và cái quan trọng nhất thì em đã nói ở trước đầu video, em này có tích hợp mạch Dolby NR cho các bác có thể kém nối vào cổng tín hiệu đấy để nghe nhạc nó có một chất âm tốt hơn. Thì qua mạch xử lý của mạch Dolby NR thì sau đây em sẽ mời các bác xem ngoại thất của sản phẩm nha. Máy rất là đẹp nha các bác, xuất sắc nha. Giá 14.500.000, các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, một con duy nhất. Vâng, đây là hình ngoại thất của em nó nha các bác. Khi nó lên đèn rất là đẹp và có đèn nháy chỗ này nha các bác. Đây là vỏ gỗ em nó này. Bác nào lấy liên hệ cho em nha. Và size em nó là 55cm nha các bác, 55cm nha. Đấy, vỏ gỗ phía trên rất là đẹp. Vâng, đây là phía sau của em nó, đây là 4 cầu loa. Các bác thể thấy em nó chạy 5 cầu điện luôn nha, 110, 102, 103, 202, 204. Các bác có thể chuyển cầu điện bằng cách dàn cái này ra, công suất là 530W. Đấy, tất cả cần nguyên. Đây là để cho đều 4 CH, các bác hãy có thể chuyển qua để 2 CH. Con này rất là tiện, rất là nhiều chế độ chơi. Đây là 3 cầu, 4 cầu loa. 4 đến 16 ohm nha các bác. Đây là cái cổng Dolby NR in, các bác cắm vào này. Nếu có nhạc mạng thì cắm vào này nha. Rồi các bác nào yêu thích con 949 này để về đánh với những cặp loa có công suất lớn thì liên hệ cho em. Một con duy nhất về trong ngày hôm nay 27 tháng 3 2021.